Dạ, xin chào bà con cô bác. Khương Dừa kính chúc quý bà con cô bác mình thật là nhiều sức khỏe nha. Khương Dừa đang có mặt ở hội quán ở sau một giường số 113 đường Nguyễn Hữu Trí, thị trấn Tân Túc, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Dạ, hôm nay là thứ bảy ngày 13/7/2024. Ở hội quán ở sau một giường có tổ chức đêm nhạc. Dạ, mấy anh chị nói Khương Dừa bữa nay trời muốn mưa mà sao mặc đồ đẹp quá, có biết đâu nãy đi trời ráo mát mẻ bây giờ trời muốn mưa rồi. Có khi nào mưa không ta? Mưa chắc mưa cũng không lớn đâu. Lớn không? Không không, mưa gì. Mưa đây chắc không lớn đâu. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn chứ. Dạ, cảm ơn. Anh chị vô chưa? Chờ khách hả? Anh chị chờ khách hả? Chờ người nhà hả? Hả? Bộ tóc lên con. Ra con nè, hai đứa con là lấy gì có nhiệm vụ là lấy dù che cho ông bà cô chú anh chị vô. Che cho chú vô kìa, che chú vô để chú ướt kìa, che cô vô kìa. Che cô vô kìa để cô ướt. Hai đứa hai cái dù mới được. Không có hai cái dù hả? Lấy áo cùng che. Nè. Anh đi vô để ướt, vô để ướt. Ồ có nước xuống rồi kìa. Con có hai cái dù. Con chào ông bà cô chú chưa? Đừng để che dù nó án lắm. Được rồi Long, thôi được rồi, cảm ơn con. Con ra ngoài che khách đi. Nè cầm đi con. Nè nước nè con, nè nước của con nè. Mèn ơi. Mấy nay không mưa mà tự nhiên tới tới đêm nhạc mưa. Dạ, cảm ơn anh. Không, mưa này chắc lâm râm vài hạt nhỏ nhỏ không sao đâu. Dạ, không sao đâu. Với lại giờ bà con bác tới cũng ở đây mái che cũng phục vụ vừa đủ, không sao, không có sợ ướt. Dạ. Tóc tay em biết sao đi nữa. Lấy bắt đầu đi. Mấy nay đi phim về đen quá đen luôn. Rồi cảm ơn kênh. Đi dai vậy? Dạ, đi dai với gia đình. À, cô đó bên Úc về. À, bên Úc mà. Hồi nãy anh không về. Ủa vậy hả? Ủa, bữa cô có coi ngôi sao vườn mà. Thì có, đợi anh không về lên đây. Để chụp với em đây các. Ok. Má để nó mà cá bà ba là chết luôn. Cho dạ. Gặp lại. Dạ. Cho mượn chụp hình lấy tiền dạ, 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 dạ. Dạ 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 chụp hình chị. Mà chiều thấy vô mệt quá không chụp. Dạ. Chiều thấy tập lại. Dạ chiều tập hơi buồn ngủ quá, mới nay đi đi phim cả tuần lại á. Bữa nay đang thui thù lùi luôn à. Mình chụp hình mình lấy tiền xe lại chứ từ ở tỉnh lên mà. Dạ dạ. Rồi chắc là đi canh chợ gì quay chương bán ở Bến Đò. Dạ cũng nhận ha. Chụp hình. Dạ dạ. Rồi cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Rồi vô chị. Chụp mẹ má. Lên trên đây nè. Lên đây chị. Mấy gia đình chị đi mấy người. Thôi anh chị. Vô không mày? Ướt quá ướt. Hai chị em ruột hả? Dạ. Mình biết hai chị em ruột rồi. Con khuôn đổ ra. Dạ rồi, cảm ơn. Cảm ơn nhiều. Sau này nó ốm chứ ta. Dạ ngoài con hơi ốm mà với lại bữa giờ con cũng hơi ốm nữa, con đi phim con lo làm. Vậy một mình mẹ con bảo ơi đó. Ốm mà con đen nữa. Đây hết da. Đó. Đó chưa. Dạ. Dạ con cảm ơn. Dạ 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 vô. Vô vô con gái. Đây mình nút về để coi không vậy hả? Dạ dạ. Hưởng đổ đó bây giờ coi nha. Dạ, vô đất về. Mọi người đó. Tuần nào cũng có bà con cô bác Việt Kiều về ghé hội quán để xem đêm nhạc hết á. Ủa sao mình nó chậm. Dạ rồi, con cảm ơn. Dạ, cảm ơn. Cảm ơn. Em chụp riêng cho dì em tắm bên đó. Dì ha. Về cho bà. Dạ không, chị chụp đây dặn về chị dạ. Chị chịu với bạn. Dạ. Ôm tay coi. Dạ. Rồi.
rồi. Dạ dạ. Đẹp không? Đẹp không? Dạ. Dạ, dạ chào cô. Bữa nay bữa nay có mình Phương Dừa dẫn nha con bác. Bữa nay Dung Dân Dung Dẻ thì dẫn phải cách tùng để ở nhà lo cho mấy đứa nhỏ nó đi với mấy đứa nhỏ. Dạ. Dạ. Có chụp là chạy mai của bà nhìn kìa. Dạ rồi con cảm ơn. Cảm ơn chị. À, Dung bữa giờ thì cũng cũng cố gắng cũng sắp xếp chuyện gia đình đó để hỗ trợ Phương Dừa để dẫn đó bác, mà đi riết rồi làm cả ngày rồi cuối tuần cũng đi nữa. À, chào con gái. À, chào con. Học con học cấp 3 hả con? Hay là xong rồi? Cấp 7 hả? Ủa bự tụi con quá. Ở lớp 7 luôn. Con nói tiếng Việt là cũng đành hả? À mà xin ở bên xin bên Úc luôn hả? Mỹ. Con xin bên Mỹ luôn hả? À anh Mỹ luôn. À nó có bị lợ lợ không hay là nó rành luôn? Vẫn lợ lợ phải không? Dạ. Mà vẫn vẫn có coi chú hả? Ở đây coi để coi theo. Cảm ơn con gái nhiều nha. Chắc là ba coi, ba nhớ quê hương rồi ba coi rồi xong gái coi theo. Cảm ơn con gái nhiều nha. Gái học giỏi nha con. Cảm ơn con gái. Dạ dạ dạ. Em cầm cho. Em thấy em cầm. Dạ. Bấm cái đó chụp à. Ủa? Chưa được. Chị hẹn giờ á. Hẹn giờ chi ta? Được chưa? Một tấm mới đi lấy tấm này không lấy. Dạ dạ. Đúng rồi. Quá trời đẹp lắm. Rồi em có đi mà em mắc cỡ không dám. Dạ hả? Dạ dạ, dạ dạ có gì đâu. Dạ dạ. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Dạ. Bên Mỹ nè, anh chị bên Mỹ luôn hả? Anh nói tiếng Việt không? Dạ được. Dạ rồi. À từ Mỹ về cảm ơn anh, cảm ơn anh. Anh chắc người Mỹ luôn hả vậy? Chị, chỉ người Mỹ, người Việt Nam hả? Ở miền Trung. Dạ, miền Trung hả? Dạ 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 dạ. Cảm ơn. Dạ dạ, cảm ơn anh, cảm ơn nhiều. Cảm ơn nhiều, chúc sức khỏe. Cảm ơn chị nhiều nha. Trời ơi, tuần nào cũng có bà con cô bác ở nước ngoài về để ghé hội quán ngôi sao Miệt Vườn để xem chương trình. Rất là cảm ơn bà con cô bác nha. Và Phương Dừa cũng biết được là bà con bác đang ở nước ngoài cũng hàng tuần cũng có, sau khi mà chương trình ghi hình xong á, rồi xong Phương Dừa đăng tải lên bà con bác có xem ủng hộ. Nhưng bà con bác nhớ nghe ngày 18 tháng 8 2024 là Phương Dừa sẽ phát sóng mùa 3 vào lúc 20 giờ. Và bà con bác nhớ đón xem ủng hộ Phương Dừa nha. Dạ trong đêm nhạc tối nay thì là có bạn Quỳnh Trang, ca sĩ Quỳnh Trang, ca sĩ Ngọc Phụng, dạ nghệ sĩ ưu tú Hồng Vân, dạ là bên cải lương nha bác, dạ nghệ sĩ Linh Cảnh, rồi nhóm hài anh Thanh Bắc, rồi ca sĩ Đặng Tiến Đồng cùng với là các bạn thí sinh của ngôi sao trường. Tuần sau hả? Tuần sau thì là nhiều lắm, tuần sau nhiều lắm. Bây giờ Phương Dừa phải lại lấy danh sách để Phương Dừa giới thiệu cùng bà con bác chứ là không nhớ nổi. Rồi 7:05 mới 7:05 rồi, cho xin cái danh sách đêm nhạc tuần sau coi. Cái đồ này hình như anh mặc ấy phải không ta, anh mặc dẫn chương trình phải không ta, anh không biết nữa, anh thấy có mới mới không? Anh chưa mặc gì vậy hả? Giờ trong nhà đồ vét quá trời dễ hiểu. À bà con cô bác thân mến, dạ vào tuần sau 20 giờ tuần sau 20 tháng 7 2024 là dạ có nghệ sĩ nè, có danh hài nghệ sĩ ưu tú Phú Quý, dạ, nghệ sĩ ưu tú Tô Châu, nghệ sĩ Phương Huệ, nghệ sĩ Thanh Sử, nghệ sĩ Kim Phụng, nghệ sĩ Tu Ly Tuấn Hùng, nghệ sĩ ca sĩ diễn viên Lâm Vương Kỳ, nghệ sĩ Phương Trinh, sao nó ngôi bạn sao nó ngôi Trương Anh Đào, dạ, và Khương Dừa cũng đang mời thêm. À, tuần sau là với lại các bạn thí sinh của ngôi sao Miệt Vườn, tuần sau sở dĩ là nghệ sĩ hơi nhiều đó bạn bác sao không? Khương Dừa bây giờ thì nói chung cũng rất là hạnh phúc khi cũng được nhiều ông bà con, nhiều cô chú nghệ sĩ cũng như là các anh các chị các em cũng có xem chương trình đó rồi cũng thương mến, cho nên là những nghệ sĩ Khương Dừa kể tên vừa rồi là ở trong đoàn cải lương Hoa Lan Trắng, là các anh chị cũng mong muốn về đây để hát để phục vụ cho quý bà con cô bác ở đây.
Dạ, và đoàn cải lương thì hiện tại thì cũng có 2-3 đoàn cải lương. Dạ, thì cũng biểu diễn thường xuyên và cũng có hay có những cái xuất diễn mà để phục vụ bà con bác á, thì cũng có đang liên hệ Phương Dừa để Phương Dừa sắp xếp về đây để hát để phục vụ bà con bác. Dạ, cho nên là cũng nói chung là rất hạnh phúc. Dạ, thì hiện tại thì bà con cô bác cũng biết rồi đó, thì chỉ có những lâu lâu thì cũng có những nghệ sĩ ca sĩ mà tên tuổi người ta tổ chức những cái live show ở những cái sân vận động hoặc là ở những nhà hát lớn, thì ở đó thì bà con bác cũng xa xôi, hoặc là có khi là giá vé nó cũng cao. Dạ, tại tổ chức ở những điểm đó thì mọi chi phí nó nhiều lắm, cho nên giá vé cao, cho nên nhiều khi bà con bác cũng có điều kiện đi xem được, hoặc là có chưa có điều kiện, hoặc không có thời gian, hoặc xa xôi đó mà có chưa xem được á. Cho nên là ở hội quán ở sau thì miệt vườn giống như là một sân khấu nhỏ nhỏ, nhưng mà tôi vừa tổ chức hàng tuần luôn á. Dạ, để có một cái nơi để quý bà con bác tới đây xem, rồi cũng có một nơi để có các cô chú anh chị ca nghệ sĩ tới đây để hát phục vụ bà con bác, cũng giống như tuần rồi á. Rồi tuần rồi thì bà con bác cũng tôi vừa chia sẻ lên, bà con bác cũng thấy là với sự xuất hiện trở lại của nghệ sĩ Mộng Tuyền và nghệ sĩ Bích Hạnh, hai nghệ sĩ tên tuổi gạo cội luôn, mà lâu lắm rồi không có biểu diễn, và hôm nay mới trở lại biểu diễn, và cô mang hai cô rất là hạnh phúc. Và sắp tới Phương Dừa cũng đang liên hệ mời thêm những ca nghệ sĩ mà nói chung là được nhiều bạn bắt yêu mến, nhưng mà người ta lâu rồi không biểu diễn á. Dạ, mình sẽ tái hiện trở lại để phục vụ quý bà con bác. Dạ, rồi tuần này thì là Phương Dừa nghệ sĩ gạo cội thì có nghệ sĩ Linh Cảnh với nghệ sĩ Hồng ưu tú Hồng Vân. Dạ. Tuần sau thì nhiều rồi. Nói chung là bây giờ thì cũng có nhiều anh chị nghệ sĩ á, Phương Dừa liên hệ, Phương Dừa giới thiệu chương trình thì các anh chị là cũng biết, cho nên là cũng dễ. Rồi và quan trọng là các anh chị là sắp xếp lịch giúp á. Dạ, nhiều khi cái lịch biểu diễn hoặc đụng á, cho nên họ không về đây biểu diễn được. Dạ. Đây hôm nay sân khấu thì bà con bác tới nè, cũng đang tới La Rai. Dạ, như đây là hạnh phúc rồi. Dạ. Dạ. Dạ, bữa nay bớt đẹp rồi, bữa nay đi quay phim giăng nắng cả tuần nay nó đen mặt quá trời luôn rồi. Dạ, mà thức khuya mặt cũng mụn không. Em quay phim sầu riêng của chị Ngọc Quyền, em quay 5 ngày rồi, xong rồi nay nghỉ mai nghỉ, rồi xong rồi mốt em quay lại 5 ngày nữa. Dạ, mai cũng có liêu kêu lô tô được, cũng vui. Chị ở gần. Dạ. Dạ, 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 dạ. Dạ. Vừa cái đi từ thiện cái lên đâu đặt những vào họ từ thiện cho mình nhé. Dạ. Chụp hình đó, lấy nè. Đây nè, chụp. Vô. Chụp lên đây nè, chụp lên. Dạ, 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 lấy lá bách rau này ha. Vô thôi, thôi. Còn chị mấy chị ở miền Trung hả? Ở đó. Mấy chị giống miền Trung nè. Đang tạm trú đặng những vào. Đặng vào hả? Đặng vào có lửa nha. À. Dạ, cái chừng nào mà đi họ từ thiện rồi nhớ lên đó từ thiện giùm nha. Từ thiện chị ha. Dạ, đi là đi gia đình không à? Dạ, cảm ơn các cô chị nhiều. Dạ, dạ. Đi nguyên đoàn không à? Dạ, rủ nhau đi. Mới gặp cái đường gì mà. Dạ. Ừ. Mấy chị mới mấy lần đầu hả? Mấy chị mới lần đầu đi hả? Đi nhiều lần chứ mà sao bây giờ mình không có xuống đây. Dạ hả? Đi ở đây nhiều quá. Dạ. Đi ở đây nhiều chứ không có vô đây coi. Dạ. Chỗ mà cho cái đường ngay kia nó làm. Dạ. Dạ dạ. Nó phát tay ha. Được chưa? Có luôn cơ. Dạ rồi, cảm ơn. Không sao cô. Ông Minh đó kìa. Biết nhau hết. Dạ. Dạ biết hết cô. Đẹp mà. Đây. Dạ, đây. Dạ. Mà thấy tự nhiên là chụp chơi ra mấy trang. Dạ. Dạ rồi, cảm ơn nhiều. Cảm ơn. Kêu chị được à? Kêu chị được mà chị. 63 tuổi rồi đó. 63 hả? Ừ. Trời ơi, vậy kêu bằng gì cô? Nhỏ hơn mẹ có 2 tuổi à. Sinh năm 62. Ồ, nhỏ hơn mẹ con 1 tuổi à. Nó trẻ thiệt.
Để mà khỏe. Kêu chị ha. Thôi kêu chị đi. Ờ à, kêu em luôn à. Được, cũng kêu em chị luôn. Dạ đúng rồi. Không trẻ thiệt. Mẹ dạ. Mình cứ quay cái tướng mình đi xấu đừng có quay. Tại vì chắc người ta giàu, người ta sung sướng nên nó trẻ mà bác, còn mẹ mình già nghèo khổ cực nên mẹ mình giàu, già. Dạ con 41. Tuổi Tý. Dạ. Dạ cũng làm đại như cũng nhờ hên hay bằng hên làm đại rùa rùa chứ có biết gì đâu. Dạ dạ nói chung mình cũng được có một cái tốt chất những cái thai nữa cũng may mắn làm cũng may mắn được bà bác yêu thương ủng hộ chứ có nhiều người ta cũng giỏi nhưng mà tao cũng đâu may mắn đâu làm cũng chật vuột. Dạ dạ giờ mà cũng không dám nói mình giỏi cũng ai dám vỗ ngực xưng tên. Dạ 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 sắp tới mùa 3 rồi nha cô, sắp tới mùa 3 rồi đó ba cô nhớ coi nha, 18/8/2024. Dạ 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 con nguyên chùm kênh ha. Dạ dạ vô chỗ bà già chụp cho bà dạ. Đi hơi khó dạ 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 hả rồi để vô đang chụp với cô ngồi đây chụp với cô ha dạ dạ tội chưa dạ ai chụp anh ơi anh chụp anh giờ đây con phật được chưa anh đẹp chưa cô Mỹ về luôn hả dạ cô về nào về đi ba ngày vậy cô miền Trung hả giọng miền Trung ha dạ rồi khi nào cô đi vẫn à, dạ quê gia đình là bao nhiêu người về con dạ giờ ở bản hết luôn con dạ ở bển hôm nay ở bển cứ mở rồi cái đài của chú ôi hoài dạ coi con đi đây đi đó rồi ha coi đỡ nhớ quê hương ha dạ coi coi ở bển mà ở đây biết cái gì chuyện gì cũng biết ha dạ 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 gì chú nói hay quay dạ con nói hay hả con nói con hơi bị dấp con nói con hơi bị dấp dạ không rồi nói chuyện thường thường thì không bị dấp nhưng mà lên dẫn chương trình này thì là lại sao nó bị dấp kỳ á dạ à, con nói ngồi nói chuyện với cô vậy bình thường à nhưng mà con lên con dẫn cái con nói chuyện con bị dấp nè à, cũng bị dấp đâu cô lâu lâu cũng có dấp á dạ. Cô coi lâu chưa cô coi con lâu chưa lâu chứ lâu hả dạ hả dạ hả dạ. Ở con trai cô con trai của cô dạ 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 không nhìn anh giống người Mỹ quá hả nhìn anh có nét người Mỹ quá hả dạ hả à, tại râu quai nón nhìn không dạ 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 không nãy tưởng anh người Mỹ dạ dạ là cháu cháu nội hai đứa cháu nội dạ 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 vậy chắc anh có gia đình cũng trẻ à anh lớn con nhiều không lớn hơn con một con giáp con tuổi Tý dạ con 41 dạ. Mưa mưa không mưa đang mưa lâm râm con không sao chắc này dạ dạ làm máy này chứ thôi vô mùa mưa sao lạ dạ dạ mùa 1 mùa 2 ha dạ coi nó vui vui dạ thương vừa thì được cái là ở gia đình mà có ba mẹ không bà coi cái là con cháu còn coi hết thường thường nguyên gia đình coi con nguyên gia đình còn không coi thôi coi nguyên gia đình vậy nhiều người này coi cái người thấy kia thấy coi vậy đó dạ. Cô về đây đi đâu chơi gì chưa? Tuy Hòa. Con tính con cuối tháng cũng dẫn gia đình đi từ đây tới Tuy Hòa rồi về rồi về lại. Ở ngoài Phú Yên bà con bác cũng thương con lắm nha, con vô chợ Tuy Hòa. Con bà con bác thương lắm. Dạ dạ, ở miền Trung á.
hồi đó con không biết con cứ ngỡ là ngoài là con, tại con kiểu con người miền Tây, con nghĩ là bà ông bác ở miền Tây sẽ xem. Bây giờ ra rồi ra chợ rồi bà ông bác mày đó thương con. Dạ dạ. Mà ở Phú Yên thì du lịch phát triển mà. Dạ dạ. Có nhiều đặc sản. Dạ. À, 7:30 con. 7:30. Nay mưa chắc hơn chắc 7:45. Dạ. Mưa thì bạn bác hay tới chậm hay rồi tới mọi người ổn định chỗ ngồi được tùm lum đó. Ông bển chắc cô cũng hay đi coi hát chứ hả? Cũng có nghệ sĩ chứ. Dạ. Có dịp nào liên kết con mang ngôi sao miệt vườn qua đó biểu diễn chứ, cũng dễ thương ha. Chắc cũng dễ thương ha con, nếu cô thấy được không? Không. Qua đó liên kết hợp với bầu show gì bên đó bác coi. Dạ có địa điểm đó, tổ chức ngôi sao miệt vườn á. Dạ dạ xin giấy. Dạ. Thì người ta làm người ta sẽ chắc hỗ trợ mình bảo lãnh đồ đi làm xin visa đồ, con thì con có đi, con cũng có đi nước ngoài rồi chứ cũng dễ đó. Con cũng đi châu Âu đồ rồi, đi Pháp. Dạ dạ cho nên chắc xin nó cũng dễ. Dạ. Cô thấy đây có gì khác không? coi trên hình cái này sân khấu này bự hơn, nay con mới làm. Dạ con mới làm chương trình xong. Dạ. Ý là coi trong hình đó, coi trong hình thì nó, coi trong hình chắc nó lớn hơn, tại vì mình quay thấy nó lớn hơn. Dạ. Còn ra ngoài thấy nó nhỏ. Dạ. Dạ. Ở đây bà con bác đang mơ giờ mới đang vô. Đang vô. Vừa. Dạ, đang vô kìa. Đó. Vừa. Dạ. Dạ dạ. Thì thường tầm khoảng bạn hơn 10 giờ. Hơn 10 giờ. Dạ. Hát tầm 7:30 từ 2 tiếng rưỡi vậy. Dạ. Mấy giờ mẹ? Tầm 10:15. Có bữa hát mà bác không chịu về mà hát lâu thì tầm hát hoài tầm 10:30 hơn 10:45. Có nhiều người xa lên nhưng mà cái giống như người ta lên đó xác định ở coi á rồi ngủ lại á. Cho nên là muốn hát nghe bữa cho nó đã. Nhưng từng rồi cũng trễ. Ở lại đi nha. Dạ ở lại ngủ khách sạn nhà nghỉ rồi nè, hoặc là lên đây rồi ở lại nhà con cái rồi đó cô. Dạ. Ngày mai thì sẽ có lô tô cho bác. Ngày mai thì 7 giờ tối. Dạ, Khương Dừa với lại mấy bạn kêu ngày mai Khương Dừa sẽ có những phần quà cho gửi tới bà con bác, là có mới liên hệ với mấy đứa em. Liên hệ với Duy bánh tráng Tân Nhiên. Dạ ngày mai sẽ có bánh tráng tráng thiệt là ngon để làm quà nè. Rồi một ông anh cũng có mấy cái chai nước hồng sâm mà tốt cho sức khỏe. Dạ cũng gửi cho Khương Dừa làm quà. Rồi Thùy cũng sẽ dung cũng sẽ có mấy cái phần quà đẹp nè. Đó, trang sức này nè. Dạ này của Thùy sẽ làm rút tha để mà bà con bắt dò lô tô để nhận quà. Đó, mình vô uống nước xong cái mình dò cho nó vui mình nhận quà. Dạ. Chứ không có, con không có bán vé lô tô. Mai ba bác đi về hả? Dạ dạ. Dạ không có xuống nữa. Dạ. Bác có vô lại ghé chơi. Dạ. Ba muốn vô lại dạ. Dạ dạ. Dạ bác ngồi chơi nha. Đồng chào mọi người. Dạ. Dạ dạ dạ. Rồi cảm ơn. Bữa sau ngoài nhìn thấy trẻ đẹp trai hơn trong hình. Bữa nay bớt đẹp rồi đó, bữa nay đen thui. Bữa nay em đen dữ lắm rồi đó. Bữa nay em đi quay phim á. Phim ngoài nắng. Từ Bến Tre chạy lên luôn. Bến quyền nào? Châu Thành, Tiên Thủy. Châu Thành Bến Tre mình giờ lên chừng 1:30 hả ta? Đầu đi xe máy 2 tiếng máy. Là hai anh chị đi hả? Còn xíu hai anh chị về hay sao? Thuê khách sạn ở đây. Dễ hả? Rồi là lên để coi rồi về luôn hả? Đúng rồi. Chiều lên tới đây 5 giờ. Thấy hạnh phúc chưa? Cả anh chị với bạn gì trồng sầu riêng không? Bưởi không à? Còn bưởi hả? Nhiều không? Không ít. Dạ. Rồi bưởi để canh Tết hay sao? Không, cũng hết xuôi à. Dạ xuôi dạ. Tự nhiên. Thôi rồi con cái lớn rồi đi thoải mái vậy. Dạ. Giờ lên tới đây 5 giờ chạy vòng vòng kiếm khách sạn ở. Đẹp trai hơn ở trong ta. Dạ chị. Em chắc quay không ăn hình chị ơi. Quay không ăn hình với lại thường thường á.
thường thường một người ca nghệ sĩ mà chị anh coi xem á, trong hình á, thường thường ở trong hình người ta sẽ lớn con hơn, ở ngoài sẽ nhỏ hơn. Thứ hai nữa là ở trong hình sẽ già hơn, mà em thì ở trong hình em quá già. Trong hình già hơn ngoài. Dạ. Dạ. Ai gặp em cũng nói vậy, tôi nói trong hình trẻ hơn, ở ngoài trẻ hơn, với nhỏ hơn, ốm hơn, trong hình lại mập. Cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, Đồng Hương. Nhìn thấy tìm tòi bắn định vị đi kiếm đi lên tới đây. Dạ. Anh gõ cái Google Map á, anh gõ mà sao quán sao vô. Chạy vòng vòng nhìn thấy nè, mới đi thuê nhà nghỉ đằng kia lại đi coi chút tối ngủ sáng giờ. Dạ, vậy cho khỏe ha. Dạ, cho về nó không an toàn. Rồi mốt rồi biết rồi có thời gian rồi là tuần nào có nghệ sĩ nào đó mình lên mình coi. Dạ dạ, cảm ơn anh. Còn bác tới nên anh chị ngồi nha. Cà phê uống được không? Ngon ha. Dạ dạ. Ướt không? Chị ngồi ướt không vậy? Xích xích vô. Ướt coi chừng ướt nha. Rồi giờ bà con bác đang tới. Ôi, ủa bà Thùy đâu rồi? Thùy chưa tới hả? Dạ chị Thùy hôm nay không có lên nữa. Ủa không lên hả? Dạ, chị thì có một số công việc đột xuất đó, lên không có được. À, chào bà con cô bác nha. Vậy là mai bà lên không ta? Mai bà nói bà lên đúng không? Mai kêu lô tô. À. Ở đây mưa nó vô nó ướt rồi. Tạm thời lấy cái bàn cho mấy chị ăn đi con. Lấy cái bàn đi cho mấy chị ăn đi rồi ngồi coi thì ngồi thoải mái đâu có gì đâu để không có chỗ ăn. Dạ dạ dạ, để lấy bàn để ngồi ăn ăn uống xong rồi. Dạ 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 dạ, dạ hết khu phố luôn à. Giờ bữa nay mới đi có mười mấy người chơi phụ nữ không vậy, nữ không vậy hả? Nhưng mà cái hội chơi chung vậy hả? Dạ hỏi em nằm kia nữa kìa. Dạ 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 dạ, em là học trò của thầy Linh Cận. Ủa vậy hả? Dạ. Ủa vậy đi theo ủng hộ thầy hả? Dạ đúng rồi. Ủa học trò thầy không. Ủa sao bữa giờ không xuống lên giao lưu đồ cho vui? Tại vì thầy không mời. Tại vì thầy không có mời. Ủa vậy hả? À nó bỏ cái cô anh cô gì hát với thầy cô ta hình như Mộng Tuyền. Cô Mộng Tuyền là chắc cô không mời chứ không mời. Vậy hả? Cô Mộng Tuyền hát tuần rồi. À tuần rồi mà cô không nói chứ không. Ai vậy hả? Đi ủng hộ đó. Dạ dạ. À lên ủng hộ thầy Linh Cảnh. Dạ dạ dạ. Thì ướt hết rồi, ướt hết chân ráo rồi. Chào em. Dạ. Ủa chào chú. Chú về hả? Ở đây có nhiều Việt Kiều Canada, Việt Kiều Mỹ, Việt Kiều Úc. Dạ chú. Hôm nay xuống ủng hộ cái dạ, dạ. Đêm nhạc. À dạ 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 dạ, chào anh, chào anh. Bữa giờ luôn hả? À giờ luôn, dạ, dạ. Nay, nay xuống. Dạ, bà xã anh đâu? Buồn quá hả? Dạ mua. Dạ bớt bớt mua. Dạ dạ, xíu xíu hết hết. Đó, dạ dạ. Từ 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 dạ, dạ, dạ. Chú là Việt Kiều Campuchia. Dạ dạ. Mấy giờ biểu diễn cưng? Dạ cho 7 giờ rưỡi, hơn 7 rưỡi xíu. Là đang mưa để cho bà bác ổn định cái nồi. Dạ đừng mưa ha. Dạ dạ. Ở mưa này chắc nhỏ không có sao. Ờ có mái che ok rồi. Dạ mái che thì không ướt rồi cho nó hơi tạt tạt vô chỉ sợ đi mọi người đi ướt. Đi tới đây ướt. Rồi với bác đây nè. Dạ dạ. Chụp hình với em đó. Dạ 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 dạ. Đây là mối. Đây là mối. Đây nè. Mối nè. Đây là số 1 nè, đúng rồi. Mối. Là mối nè. Bên đây cũng mối luôn. Mình mối. Nhìn được. Dạ dạ. Là mối. Dạ. Đây là dạ đây là nguyên tuần luôn nha bà con bác. Dạ. Từ thứ ba ta tới chủ nhật luôn á. Dạ. Dạ. Cô nói con vấn đề mà đặt vé. Dạ. Tuần trước á cô xuống là đặt là ngày trước đúng không? Dạ. Mà không có danh sách của cô ở trong đó. Hồi nãy em kêu lại nói ủa cô có đưa tiền không? Nó trời cô đưa là bà chích camera ra dòm. Cô đưa cái con bé mắt kiến á. Mà nó không có ghi tên cô trong danh sách. Ờ. Dạ 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 dạ. Ủa nó con mấy má nhỏ này nhìn cô chú không biết quen mặt chứ. Trời. Con còn thấy con biết luôn. Do phải ngồi đây nè, đúng ra ngồi bạn nè. Dạ. Lúc với bạn như này. Dạ. Mấy em đây dạ. Không có tên cô chú. Dạ dạ rồi thôi thông cảm cùng con đi. Dạ để con làm việc với mấy đó. Nó hơi sơ suất không sao, cái đó là góp ý con cảm ơn. Dạ. Cô chú dễ hiền á, dễ thương á. Ngồi dạ. Cái bàn này. Dạ. Dạ, dạ 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 con đi vô cái dạ con đi khác để con nhắc mấy con nhỏ dạ. Nhiều khi mấy đứa nhỏ nó sơ suất làm nhiều chuyện quá mình cũng không có
không có bao quát được hết. Đây là mấy bạn nhỏ hôm nay diễn đó, hóa trang kiều của hóa trang. Ô dạ đây là chị Hồng Vân. Dạ dạ cô, chào cô. Dạ con Khương Dừa. Biết Khương Dừa rồi. Dạ 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 dạ. Ở lấy nước rồi ra đây, qua đây nè, qua đây đang quay giới thiệu kênh. Chị muốn biết là ở đây khán giả mình họ thích dân ca rằm hay là dân ca âm hưởng dân ca. Nếu âm hưởng dân ca thì những cái bản nhạc có tính chất âm hưởng dân ca, còn những dân ca rằm thì chị phải hò một bài lý rỗ, chị phải hò một câu, rồi bài giận mà thương chị phải hò một câu. Dạ con rặc. Rồi chị hát quan họ chị phải hò một câu. Dạ dạ, vậy con họ con họ con họ ha. Thì không, nhưng mà chị không biết là cái khán giả của em họ thích như thế nào. Thì họ thích dân ca trữ tình, bô rô cải lương. Mà chị Vân họ dạ. Cái giọng họ chị Vân là người ta đánh đúng. Con họ. Dạ. Dạ. Không thích chứ. Trời ơi, con hò dở hẹt mà, con hò dở hẹt mà ông bác thích. Sợ chị Vân hò lên là người ta đứng lên. Dạ. Đó là khổ nữa đó. Dạ. Đâu mà. Dạ dạ. Con hò đi. Dạ. Con hò đi. Vân định hát cái bài dân ca miền Trung. Dạ. Là cái bài giận mà thương thì dạ. Cũng quen rồi. Dạ. Thì có cái một câu thơ. Dạ. Rồi sau đó Vân hát một bài tình ca, ví dụ bài duyên quê. Dạ. Duyên quê hay. Ra, cuối cùng Vân sẽ hát cái bài lý ngựa ô dân ca năm 1. Dạ. Thì có cái câu rồng chầu xứ Quế ngựa tế Đồng Nai đó. Rồi còn cùng em này nó nói là cháu hát cái bài gì lấy chồng gì đó vậy nè. Tại vì chị Vân á, cái tài của chị Vân, coi như chị Vân là người duy nhất ở Việt Nam có thể được hát được tất cả các thể loại dân ca Bắc Trung Nam. Dạ. Là người ngâm thơ duy nhất ở Việt Nam, không ai ngâm thơ qua chị Vân. Nên chị muốn là đầu tiên là giới thiệu cho cái bé này nó lên nó hát bài người ta lên, ngày mai người ta lấy chồng. Trước khi bé nó hát thì chị Vân sẽ trong này chị Vân ngâm thơ ra. Dạ. Chị Vân chuyên là người ngâm thơ cho các ca sĩ hát. Dạ. Coi như ca sĩ đi tâm nào chị Vân cũng để ngâm thơ. Dạ, dạ. Đó là người ta ở ngoài người ta nghe. Là em hát trước hả? Dạ. Cái mồi xong mấy bạn không bé là báo lại anh ta. Là chị Vân ngâm xong. Còn con báo cái danh sách lại chú để lát chú dẫn chú giới thiệu cho hồi hồi chú lạc. Sau đó sẽ nói lên là quý vị khán giả đến được cái giọng năm đó là đã ai chưa? Ca sĩ nào chưa? Mọi người sẽ nói là ai ai? À rồi đây Dương Bình Lưu, em cái tài diễn tấu của em cũng nói. Dạ dạ. Nhưng mà chị muốn thì chị Vân là một cái người bí ẩn vậy đó. Em giới thiệu bữa giờ mà không bắt biết hết rồi, đặng đợi á. Dạ biết rồi. Dạ em giới thiệu hết rồi. Dạ. Hôm ra thì em nghĩ nên ra cô chào giới thiệu giao lưu mà mắt dễ thương hả, rồi xong mình hát hả. Dạ 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 một lát em ha, em hát chứ em tin giả bổ sung anh ta. Dạ. Chị vô đoạn đầu đi, đoạn giữa nhiều khi nó hát nhạc biết cái đầu á, đoạn đầu thì là chị đứng trong này chị cứ đứng ở trong này chị ngâm ra như dạ. Đừng có nói gì chị hết á, tí xíu nữa chị ra ra giao lưu nói chuyện dạ. Vậy hơn dạ dạ ra giao lưu bao giờ đưa micro biểu ngâm thì chị vẫn ngâm dạ dạ cái bài người ta lấy chồng con hát cái bài đó lại cho cô Vân nghe, nó biết mà tôi biết nó cái bài đó chuyện là cô Vân hát ba bài em một bài bốn bài bốn bài ha. Dạ 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 tại vì là Vân là cái người của quần chúng mà Vân dạ dạ thì đó một lát cô cứ ra giao lưu, thường thường hát bốn bài thì nó ok đó, một bài nói dạ. Chung là ban tổ chức có cho hát không chứ dạ, là dạ. Vân có thể dạ 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 đúng rồi dạ 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 tại vì khi nào không có nhạc thì Vân mới phải hát cái loại nhạc trong máy dạ dạ. Là ben đánh cũng dễ thương lắm, ben mấy bạn quy trình đó hay. Dạ dạ, cũng chuyên nghiệp lắm. Cô chỉ cần luôn cô lên dặn tông kết làm sao, hò vô đầu sao là mấy bạn nắm. Ủa nhưng mà cũng báo, phải báo. Để con. Ồ chú Linh Cảnh tới. Chú Linh Cảnh rồi. Dạ dạ. Dạ dạ. Chào chú. Dạ, chào chú. Ơ chào quý đẹp. Dạ chú ngồi chơi. Ở đây con lấy nước uống. Dạ dạ, chú ngồi. Con trai mình. Con trai hả? Con trai mới khen đẹp trai. Dạ chú ngồi con lấy nước con chú. Nãy có học trò của chú. À mấy đứa nó ở bên Bình Tân hay gì đó. Nó đặt Bình Tân lửa. Dạ dạ. Hôm kia công an mấy lãnh đạo công an quận 10 á dạ. Tác với công an gì? Dạ. Công an Bình Chánh. Dạ. Hỏi anh Cảnh tới đâu rồi? Đang tụi em đang đây nè, nó trời đất ơi.
tao nói 13 tây mà đi lộn hôm kia. Ủa hả? Ừ. Thôi. Lộn là lộn. Ba quận 10 á. Dạ 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 dạ. Dạ dạ. Dạ dạ dạ. Chú ngồi ha, được con lấy nước, con lấy nước. Lấy nước. À, lấy nước cho cô chú luôn. À, với lại sắp bài á. À, cô Vân có hát với Ben á, con dạ, hỏi báo tông báo nhạc rồi để Ben nóng nha. Chuẩn bị nha. Ồ chuẩn bị nha. Dạ ba con bác thân mến, đêm nhạc nó sang biệt trường chuẩn bị bắt đầu, tôi dự kính mời quý bà con bác mình cùng ổn định chỗ ngồi để chương trình được diễn ra. Tôi dự cảm ơn rất nhiều. Rồi, cảm ơn quý bà con bác nha. Bây giờ là Phương Dừa sẽ chuẩn bị. Dạ. Kính chúc quý bà con bác mình thật là nhiều sức khỏe nha. Dạ xin chào tạm biệt và xin gặp lại có nhiều.